Ghê không? Thêm chút nữa không? Rồi, cái tay lẹ lên, cái tay lẹ lẹ như mấy bài bánh xèo ngoài chợ đó, thấy chưa? Rồi cho một miếng giá vô nữa. Ít ít giá thôi, rồi lấy cái nắp lớn này nè, đậy cái chảo lớn, lấy nắp lớn. Rồi bên kia coi thử được chưa kìa. Ghê chưa? Giống như quầy quán không? Ghê chưa? Ê. Chưa, cái đó chưa đó con trai. Chưa. Nhưng mà lỡ rồi thôi, ốp ốp vô dĩa luôn đi. Cái sau. Rồi gáy rượu vô. Hai con gáy rượu, hai con gáy rượu nè. À, phim này không? Có phim này không? Bỏ cho đẹp đẹp cái dĩa đi, mày chụp hình đó nha. Cái đó anh Hiếu mới đổ à. Đây nè, bỏ lên đây nè. Chưa, chưa, chưa. Cho một miếng dầu, muốn giòn giòn là cho một miếng dầu xung quanh vậy đây nè. Đó, tí ly tí lịa lên. Rồi đưa cái tô này cho qua cho anh Hiếu nè, đưa cái tô này qua cho anh Hiếu nè. Một là một lát thịt với một miếng tôm thôi nha. Tại bữa đây mẹ đi mua tôm nhỏ không có, mua tôm bự. Tôm bự quá, một con phải cắt làm bốn. Cứ ấy đi, hết dầu mẹ chế dầu vô cho. Rồi, trời ơi, chú bộ đội đổ bánh xèo kìa cả nhà ơi. Mai chú bộ đội ăn cơm một bữa trưa nữa là chú bộ đội đi nhập ngũ lại rồi. Hết nhiệt cái gì chưa con gái? Rồi cái đó lấy cái tô cái gì con gái, cái đó mẹ ăn được á. Mẹ thích ăn nhão gì á. Đúng là một giá thôi nghe con trai. Rồi ô một giá thôi, rồi con lấy cái tay lẹ lẹ lên cho để nó bột chỗ ấy chỗ không, lấy cái tô ở trong bỏ vô. Rồi ok, hết nhiệm vụ nha. À, mẹ xong.